Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đối với cục này, chúng ta sẽ tách ra hình log cơ số 10 của 490 chia log cơ số 10 của 700. Tiếp tục, chúng ta biết 490 đó chính là 7 bình phương nhân cho 10. Còn 700 chính là 10 bình phương nhân cho 7, chúng ta tách thành hai cục. Tiếp tục, log cơ số 10 của 10 chúng ta có số 1, còn này số 2. Số 2 ở đây để ra ngoài. Tiếp tục, số 1 á, thì mình sẽ đổi thành số 4 trừ cho số 3. Tại vì sao? Chúng ta sẽ lấy số 2 ra. Và cái cục này chia cái cục này. Và bây giờ chúng ta nhìn vào cái cấu trúc ở đây. Thì bây giờ chúng ta thấy A sẽ bằng 2, B bằng trừ 3, C bằng 2. Bây giờ tính tổng cục này. A bằng 2, B bằng trừ 3, C bằng 2. Như vậy chúng ta cộng lại tất cả các số này lại thì chúng ta ra số 7. Thì đáp án câu này chính là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.